Chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết, những ngày này thì chiều cường không chỉ xâm thực bờ biển miền Trung mà nó còn gây ra nhiều nơi ngập úng tại khu vực Nam Bộ. Diễn biến cụ thể như thế nào? Chúng ta cùng chờ đợi những thông tin cập nhật đến từ biên tập viên thời tiết Hương Liên. Xin mời chị Hương Liên. Vâng, xin chào Hoàng Dương và kính chào quý vị khán giả. Chiều cường ở Nam Bộ chưa đạt mức cao nhất nên là tình trạng ngập vẫn đang tăng thêm từng ngày. Và đây là hình ảnh chụp cách đây 30 phút tại đường Trần Xuân Soạn, thành phố Hồ Chí Minh, vốn là điểm đen về ngập úng chiều cường nên trước khi xuất hiện đỉnh chiều khoảng 1 tiếng thì nước đã ngập đến trên nửa bánh xe máy và tràn cả vào nhà dân ven đường. Còn tại Cần Thơ, cách đây khoảng nửa tiếng, chiều cường cũng bắt đầu theo các cống nước tràn lên mặt đường. Cao điểm ngập sẽ là ngày mai vì dự báo đỉnh chiều ở cả 3 trạm, thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận và Cần Thơ đều tăng hơn hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cao hơn báo động 3 là 6 cm, còn ở Cần Thơ và Mỹ Thuận thì cao hơn báo động 3 khoảng hơn 1 gang tay người lớn. Các tuyến đường trũng thấp ven sông ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay Vĩnh Long sẽ bị ngập sâu và tràn cả vào nhà dân. Đường xá ngập nước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt là các ổ gà, ổ voi, các hố ga, cống mất nắp khó có thể phát hiện dưới nước. Rất nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra. Vì vậy, để an toàn, quý vị nên cập nhật các vị trí ngập, mức độ ngập, giờ đỉnh chiều để chủ động di chuyển. Với những nhà trũng thấp, quý vị nên trang bị vật dụng để chắn nước vào nhà khi chiều lên, kê cao đồ đạc có giá trị trong nhà và ngắt kết nối nguồn điện khi nhà có dấu hiệu bị ngập. Về mưa lớn ở miền Trung, dự báo đang giảm dần. Trong đêm nay và ngày mai, từ Quảng Ngãi xuống đến Khánh Hòa cũng như khu vực Tây Nguyên chỉ còn mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có điểm trên 70 mm. Mưa giảm nên lũ có lên thì cũng không cao. Với Bắc Bộ, dự báo ngày mai trời sẽ tăng nhiệt hơn hôm nay do không khí lạnh suy yếu. Mức nhiệt cao nhất tại thủ đô Hà Nội và một loạt các thành phố dao động từ 27 đến 31 độ, trời có nắng vào trưa chiều. Còn bây giờ sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội đêm nay không mưa, thấp nhất 24 độ. Sáng sớm mai có sương mù nhẹ, không khí ô nhiễm, trưa chiều mai trời nắng 30 độ. Thành phố Đà Nẵng dự báo đêm nay có mưa từng lúc 24 độ, ngày mai trời mát mẻ 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay thời tiết dễ chịu 25 độ, sáng mai trời nắng 33 độ. Chiều và tối mai có mưa dông, có nơi mưa vừa, mưa to.